Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Gear 4, trạng thái mạnh nhất của Luffy ở thời điểm hiện tại, từng bem nhau với nhiều đối thủ mạnh như Doflamingo, Cracker hay Katakuri. Ấy vậy mà khi lần trước Tần Ngũ Hoàng chưa được bao lâu, Gear 4 lại chỉ dùng để gãi ngứa cho Tứ Hoàng Kaido, thậm chí còn bị hắn đơm cho u đầu rồi bắt vào tù bóc lịch. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tháng ăn dằm nằm về với ông trùm Hyogoro, cuối cùng, Luffy luyện được nhiều sức mạnh mới, trong đó có Haki vũ trang cấp cao và việc bật tắt Gear 4 thoải mái mà không hề bị kiệt sức. Trước những đợt bấp sức mạnh lộ liễu đó từ Thánh Oda, liệu Luffy có bộc lộ trạng thái Gear 5 hay không? Hôm nay, mời anh em cùng Bí Tư Hoàng tìm hiểu về trạng thái sức mạnh Gear 5 của Tần Ngũ Hoàng Luffy. Ok, trước khi tìm hiểu về trạng thái Gear 5, chúng ta cần phải biết được cách thức hoạt động của các loại gear trước đó. Đầu tiên là Gear 2, Luffy lần đầu sử dụng trạng thái này trong trận chiến với Simenai tại Ines Lobby giải cứu Robin bằng cách gia tăng tốc độ lưu lượng máu trong tất cả hoặc một số bộ phận cơ thể, nhờ đó lượng oxy và năng lượng được tiêu hao nhiều hơn, cung cấp cho Luffy một tốc độ cực nhanh, bán hành cho Bruno, thậm chí còn khiến cho ông thần đầu bò này tưởng rằng Luffy đã lĩnh hội được kỹ thuật lục thức nên mới có thể di chuyển nhanh đến như vậy. Tuy nhiên, việc nhận được lượng sức mạnh lớn trong thời gian ngắn đã khiến Luffy kiệt sức do chưa thể làm quen với Gear 2, cụ thể là khi đối đầu với một đối thủ nhỉnh hơn như Rob Roshi, cậu đã nằm đo đường chỉ sau vài đường quyền. Theo lời Roshi, kỹ thuật này sẽ khiến Luffy suy giảm tuổi thọ, còn việc điều này có thật hay không, chúng ta vẫn phải đợi Thánh Oda xác nhận. Tiếp theo, Gear 3, kỹ thuật được xem là mạnh nhất trước time skip của thanh niên não cao su, bằng cách truyền sức mạnh từ khớp xương này qua xương khác, Luffy dùng hơi thở biến cánh tay thành những món ăn đặc sản của bà Tân Vlog, tức siêu to khổng lồ ấy. Chào các bạn đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Đấm Rob Roshi không trượt phát nào, cánh tay được bơm càng lớn, uy lực từ cú đấm càng mạnh. Và hậu quả là nếu không thể kiểm soát như Gear 3, như sau 2 năm time skip, nó sẽ khiến Luffy bị thu nhỏ. Khoảng thời gian thu nhỏ sẽ bằng với khoảng thời gian cậu dùng duy trì Gear 3. Cuối cùng, tất nhiên là Gear 4. Sau khi được vua bóng tối Silver Rayleigh giảng đạo với các loại Haki, Luffy đã kết hợp các trạng thái Gear với Haki vũ trang. Nhưng khác với Gear 2 và Gear 3, thay vì thổi phồng và bơm máu một bộ phận cơ thể, thanh niên não cao su lại thổi phồng các cấu trúc, đặc biệt là cơ bắp, từ đó gia tăng uy lực các cú đấm, đá hay phóng to tua nhỏ ở một vài vị trí nhạy cảm như tấm chân tình nằm giữa hai chân thật. Trong trạng thái Gear 4, cậu đủ sức áp đảo cả một thất vô hại như Doflamingo hay thành viên mạnh nhất như chướng Tứ Hoàng Big Mom, Charlotte Katakuri. Nói là áp đảo cho vui thế thôi, nếu không ngờ anh chàng bad boy Katakuri cố tình ngã ngửa, Luffy cũng khó mà sống sót. Khác với hai loại gear trước, thay vì kéo giãn cơ thể, Gear 4 lại giúp Luffy nén cơ thể lại. Từ đó, không chỉ những đòn tấn công mà độ trâu bò cũng được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, Gear 4 đã gặp phải một số hạn chế nhất định. Đầu tiên, thời gian duy trì rất ngắn. Khi đạt đến giới hạn, Gear 4 sẽ tự động ngừng hoạt động, khiến Luffy kiệt sức đến mức gần như không thể di chuyển. Kèm theo đó là khả năng sử dụng Haki cũng bị vô hiệu hóa trong vòng 10 phút. Ngoài ra, với trạng thái Gear 4, Luffy có thể di chuyển sức mạnh với 3 dạng khác nhau. Dạng thứ nhất trong trận solo với Hồng Hạc Doflamingo, Bowman, bằng việc lợi dụng kỹ thuật lục thức, Luffy phát huy tối đa từ sức mạnh cơ bắp, tung ra những cú đấm vô cùng chất lượng, đủ sức phá vỡ mọi khả năng phòng thủ của đối phương, chỉ trừ những con quái vật như Big Mom hay Kaido. Dạng thứ hai, Tankman, sau khi sơi hết lượng bánh quy mà Cracker cung cấp, Luffy với tâm hồn không cách gì Big Mom phiên bản 2.0 bật cho mình Gear 4. Bằng việc gia tăng quá trình trao đổi chất, Luffy đốt hết lượng lớn bánh quy, đồng thời lên cho mình 4 cái giáp gai. Nhờ đó sức phòng thủ của cậu cũng được gia tăng đáng kể, bật lại mọi đòn đánh của Cracker. Dạng thứ ba, Snake Man. Sau khi ăn thành bởi Katakuri, Luffy nhận pháp hồi tưởng chi thuật, thi chuyển cho mình dạng Gear 4 Snake Man. Khác với hai dạng gear trước, thay vì biến cơ thể phồng to thì cậu vẫn giữ kích thước bình thường với lượng Haki vũ trang bọc ở tay và chân. Lúc này, bằng cách gia tăng tốc độ và Haki quan sát cấp cao, cậu liên tục thay đổi hướng tấn công như một con rắn chính hiệu nhằm đối phó với Haki quan sát cấp cao của Katakuri. Tuy nhiên, cũng chính vì cơ thể không được thổi phồng nên sức phòng thủ của Thánh Lù đương nhiên sẽ kém hơn so với hai dạng trên. Tiếp theo, trạng thái Gear 5. Quay trở lại với sự kiện Dressrosa ở chapter 784, mặc dù các dạng Gear 4 như Tankman hay Snakeman đến mãi sự kiện đầu bánh lù mới sử dụng, nhưng hầu hết những khả năng từ các dạng đó đã được tiết lộ bởi Doflamingo thông qua những câu nói: hắn còn có thể sử dụng khả năng đàn hồi để bay nữa sao? Điều này chứng minh cho dạng Bowman.
dù đã hóa vũ trang nhưng nó vẫn còn là cao su. Điều này chứng minh cho dạng Tankman, và khi Luffy tổ lại với đòn súng thần công đã chứng minh khả năng từ Snakeman. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là dạng Bowman với sức mạnh, tốc độ, sức bền và độ giãn được cân bằng. Còn dạng Tankman, sức bền được ưu tiên hơn và Snakeman, độ giãn được tăng mạnh. Chính vì thế, với trạng thái Gear 5, tất cả chỉ số từ sức mạnh đến độ giãn từ trái Gomu Gomu, Luffy cũng sẽ được gia tăng tối đa cùng một lúc. Tức trong một hình dạng, thanh niên đã có xu sẽ mang đủ yếu tố như độ bền từ Tankman hay độ giãn từ Snakeman. Điều này phần nào sẽ giúp Thánh Lù solo nổi với một tứ hoàng. Chúng ta đã thấy chỉ với Haki Ba Vương, Kaido và Big Mom hay Xanh và Râu Trắng đã từng trẻ đôi bầu trời. Thậm chí chỉ với một chùy duy nhất, Kaido đã đơm cho Luffy bất tỉnh nhân sự dù đang trong trạng thái Gear 4. Điều này đồng nghĩa với việc, thay vì bơm silicon vào tay thực hiện chiêu công gun, thì với trạng thái Gear 5, Luffy vừa có thể tung ra nhiều cú đấm hơn thế, đồng thời độ trâu bò và mức độ giãn nở cũng không khác gì các trạng thái Snakeman hay Tankman. Tóm cái váy lại, nói đơn giản, trạng thái Gear 5 sẽ là sự kết hợp từ cả ba dạng. Từ đó, thay vì vắt óc suy nghĩ, đau cái bộ não cao su lựa chọn, thì giờ chỉ với Gear 5 cũng đủ cần tất cả mọi đội trưởng của Tứ Hoàng. Bởi vì để đến được hòn đảo cuối cùng, đòi hỏi sức mạnh của Luffy ít nhất phải vượt qua họ. Mà mỗi lần đánh bại một đội trưởng, bắt buộc Luffy phải chuyển đổi dạng liên tục từ Tankman qua Snakeman. Cho nên việc cậu thức tỉnh được Gear 5 hoàn toàn có thể xảy ra. Hơn nữa, trong các sự kiện trước đó như Dressrosa đến đảo bánh, Luffy thường sử dụng trạng thái Gear 4 khi đối đầu với những đối thủ mạnh, và cứ sau mỗi trận chiến như thế, cậu lại bị kiệt sức đến độ không thể di chuyển. Tuy nhiên, đến chapter 990, cậu đã dễ dàng chuyển đổi, bật tắt sang Gear 4 mà không cho thấy bất cứ dấu hiệu mệt mỏi nào. Thậm chí đối thủ mà thanh niên não cao su phải đối đầu khi đó chỉ là những con number, chứ không phải là những nhân vật máu mặt nào như King hay Kaido. Cho nên nhiều khả năng, việc sử dụng Gear 4 qua sớm như vậy cho thấy Luffy đã thật sự phát triển lên Gear 5 thông qua sự huấn luyện của ông trùm Hyogoro. Mình không thể đảm bảo rằng nhờ vào Haki vũ trang cấp cao mà cậu có được Gear 5, vì cấp độ cao nhất của Haki vũ trang chỉ cho phép người dùng gây sát thương chuẩn từ trong ra ngoài, nên việc gia tăng sức mạnh từ các chỉ số mà tớ vừa nói là điều không thể, nhưng có khả năng bằng cách tạo ra lớp giáp vô hình mà Gear 5 được phát triển từ đó cũng không chừng. Cuối cùng, mối liên hệ với việc thức tỉnh trái quỷ. Nhiều bạn sẽ cho rằng trái Gomu Gomu thức tỉnh thì Gear 5 của Luffy sẽ ra đời. Mình không đánh giá cao giả thuyết này, vì dựa trên những người đã thức tỉnh hệ trái Paramecia sẽ thấy. Đối với Doflamingo, hắn biến mọi thứ khi chạm vào ở Dressrosa thành tơ. Còn Katakuri biến thế giới trong gương thành Mochi. Từ đó có thể suy luận, nếu Luffy thức tỉnh trái quỷ, khả năng cao cậu cũng sẽ biến mọi thứ khi chạm vào thành cao su. Cho nên việc Luffy thức tỉnh chỉ giúp gia tăng sức mạnh cho riêng trái quỷ đó. Việc biến đổi mọi thứ thành cao su chỉ tạo lợi thế chiến đấu cho người dùng, chứ hoàn toàn không liên quan gì đến sức mạnh thể chất, tốc độ, v.v. Tức năng lực này chỉ giúp khắc chế lại nhiều khả năng khác nhau như trái sấm sét của Enen hay năng lực chấn động từ râu đen. Hãy thử tưởng tượng, nếu bạn thức tỉnh một loại trái Paramecia nào đó, việc cần làm là phải chạm vào thứ mình muốn biến nó thành cao su. Vậy khi tay bạn đã bận chạm sàn như Katakuri, thì làm sao có thể di chuyển các loại gear mà đơm nhau? Cho nên, khả năng phát triển Gear 5 dựa trên sự thức tỉnh vô cùng thấp, hầu như sẽ không thể. Và tất nhiên, đánh đổi với Gear 5 theo suy đoán của mình, Luffy cũng sẽ phải trả một cái giá như nằm liệt giường hay bị teo nhỏ như lần đầu sử dụng các trạng thái gear trước. Vừa rồi, chúng ta đã cùng tìm hiểu trạng thái sức mạnh Gear 5 của Tần Ngũ Hoàng Luffy. Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tung ra trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye!